Rồi, xin chào các bạn nha. Sáng nay mình chia sẻ và giao lưu cho các bạn một cái camera dán trực quyền. Đấy. Từ phần gốc lên tới phần đỉnh ngọn mình bấm cô tán lại cách gọn gàng lại thì cao 50. Tán quyền từ đỉnh ngọn xuống tới đưa điểm cuối cùng là 60. Còn độ rộng hai bên là 40. Đấy. Phần thân thì nó to như ngón chân cái. Đây. Đấy. Cái này là một cái camera dao đột lệ. Đó. Lọc non nó này. Đây lẽ nó tựu già này. Lẽ nó dài. Bông to. Màu vàng tươi, cánh dây. Hoa tương đỏ thơm chứ không phải dòng mai hương. Nói cho nó rõ ràng. Đây, các cái đường co nó này. Đấy. Đường co tán trực. Từ cành thứ hai thì mình dựng tán quyền. Rồi, coi nó liên lạc. Rồi, 400k. Anh em nào có thích thì liên hệ đến số điện thoại 0849020790. Để chốt cái này ha. Giá không bao cước. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.